Bậy rồi. Thử lạnh quá. Sai rồi ngang. Anh lên, anh lên. Hả? Cà phê Lucia ơi. Không quá cà phê Thẩm ơi, ghé lên cà phê Thẩm. Đợi Thẩm tới chiều nha. Chiều xong không? Qua chơi Phú ơi.
Chào chị cái này, chào chị Hai cái nào Khoa. Qua uống cà phê nè Thủy ơi. Thủy nói chiều Thủy qua. Uống cà phê no rồi Thủy ơi, chứ không ăn cơm. Thank you.
Qua chơi Hưng ơi. Bữa nào ghé anh chơi nha chị. Lát có gì em nhắn cho. Qua chơi xong rồi. Qua chơi em. Quay sang lên cho anh Quyền thấy. Vẫn còn đang ngồi đây nè Quyền ơi.
Bữa nào rảnh qua chơi. Cuối tuần á. Cuối tuần tới nữa đi, tại tuần sau mình đi thi rồi. Chàng ngủ quá ha. Ok. Yeah.
280 nè, cái màu cà phê. Ở trong mẹ anh đang giữ trong.
chàng bơ đế. Thiếu hai chân rồi. Nhàn quá. Tôi sửa lại. Thiếu chân. Ôi xấu lắm, đừng nhìn. Thôi óp chiều làm tiếp nha. Chào mọi người quá. Chúc buổi trưa ngon miệng. Giờ này lấy sữa nhiều quá.